Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay các tỉnh miền Bắc của nước ta đang nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường, nên thời tiết trên toàn khu vực chuyển sang trạng thái là ít mây. Đêm nay và ngày mai trời hầu như không mưa, ban ngày trời có nắng dịu, nên nhiệt độ trong ngày không quá cao, riêng đêm và sáng trời lạnh. Nhìn chung thì thời tiết rất thuận lợi cho các hành trình tham quan cũng như là khám phá của du khách. Thưa quý vị, nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 120 km về phía nam, vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những điểm du lịch sinh thái thu hút khá nhiều du khách bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ thú cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái và nhiều giá trị văn hóa cũng như là lịch sử. Đến với Cúc Phương thì du khách có thể tham gia các chuyến đi bộ hay là đạp xe trong rừng để hòa mình vào không gian tĩnh lặng bí ẩn của thiên nhiên hay là tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của động vật hoang dã vào ban đêm, chèo thuyền kayak và nhiều hoạt động giải trí thư giãn thú vị khác. Dù đến các tỉnh Trung Bộ, do nằm trong vùng mây đối lưu phát triển mạnh nên thời tiết xấu vẫn còn duy trì. Do vậy, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết ở khu vực này vẫn còn xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác, thậm chí có nơi mưa vừa đến mưa to. Thời tiết khu vực này chưa mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch ở trong vùng. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết đang bước vào giai đoạn chuyển mùa nên có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có dông với diện mưa ở khoảng trên 1/3 diện tích của khu vực. Trong đó thì mưa dông sẽ tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh. Tuy nhiên vào ban ngày thì trời vẫn tiếp tục có nắng và nền nhiệt độ trên toàn khu vực khá cao nên sẽ gây ra cảm giác khá là oi bức. Tiếp theo là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với khu vực Tây Bắc. Tại đây, thời tiết ít mây, đêm nay không mưa, ngày mai thì trời nắng và gió nhẹ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Tại Sapa, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Tại Tam Đảo, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 25 độ. Và tại thành phố Điện Biên, nhiệt độ từ 17 cho đến 28 độ. Thời tiết ở khu vực Đông Bắc cũng phổ biến ở trong trạng thái là không mưa và ngày nắng. Bên cạnh đó thì nền nhiệt độ cũng không cao nên thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Cụ thể tại một số điểm du lịch như là Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng có mức nhiệt thấp nhất đêm nay là từ 17 cho đến 18 độ và cao nhất trưa mai là từ 27 cho đến 29 độ. Xuôi xuống khu vực miền Trung ở phía bắc của đèo Hải Vân, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết ở khu vực này vẫn còn khá nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi còn có mưa vừa. Do vậy mà các hoạt động du lịch trong vùng chưa mấy thuận lợi. Tại Sầm Sơn nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, Phong Nha - Kẻ Bàng nhiệt độ từ 17 cho đến 26 độ và tại thành phố Huế nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Ở khu vực miền Trung phía nam của đèo Hải Vân, đêm nay trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhưng đến ngày mai thì trời sẽ có xu hướng giảm mây, giảm mưa và trưa chiều trời còn hứng nắng. Thời tiết đang có dấu hiệu tốt lên nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Cụ thể tại Đà Nẵng nhiệt độ từ 22 cho đến 26 độ, Hội An nhiệt độ từ 21 cho đến 27 độ và tại Ba Na nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tại khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né cũng như là Vũng Tàu, thời tiết khá tốt, ngày nắng và dịu mát nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Riêng vào lúc chiều tối với đêm có khả năng sẽ có mưa rào và dông, nhưng mưa dông chưa xảy ra trên diện rộng lắm nên cũng chỉ đủ để giải nhiệt cho khu vực. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực này được dự báo dao động từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất ngày mai là từ 31 cho đến 33 độ. Thời tiết đêm nay và chiều tối mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, còn ban ngày trời nắng. Tại Pleiku nhiệt độ từ 20 cho đến 32 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 22 cho đến 33 độ và tại Đà Lạt nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Tại khu vực Nam Bộ, ban ngày trời nắng nhưng cường độ nắng đang có xu hướng giảm và thay vào đó thì khả năng xuất hiện mưa dông sẽ cao hơn, nhất là vào lúc chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở khoảng trên 1/3 diện tích của khu vực. Tại Tây Ninh, nhiệt độ phổ biến từ 23 cho đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức là 34 độ. Ở U Minh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết tại hai điểm du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Sóng gió đang tăng trên các khu vực biển phía Nam và thời tiết cũng có mưa rào và dông nên cũng sẽ gây bất lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo. Cụ thể tại Côn Đảo, nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 32 độ. Tại Phú Quốc, nhiệt độ trong ngày cũng hầu như không vượt quá là 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!